Chào mừng các em đến với chuyên đề ôn tập môn sinh để thi trung học phổ thông quốc gia do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em chuyên đề thứ 5 về bài tập phở hệ. Về bài tập phở hệ này thường xuyên được hỏi trong đề thi trung học phổ thông quốc gia qua các năm vừa qua. Phở hệ theo khái niệm trong sách giáo khoa đó là sơ đồ theo dõi một tính trạng nhất định. Đó là một dị tật hoặc là một bệnh của những người có quan hệ họ hàng qua nhiều thế hệ. Bài tập phả hệ thực chất là mấy em xác định gen gây bệnh là trội hay là lặn, nằm trên nhiễm sắc hệ thường hay nhiễm sắc hệ giới tính. Và khi mình biết được rồi, mình sẽ tính xác suất để mà sinh ra con bình thường hoặc là con bệnh. Đó là cách hỏi thông thường của bài tập phả hệ. Đầu tiên, thầy hướng dẫn mấy em xác định quan hệ trội lặn. Nếu như trong một phả hệ mà em thấy bố mẹ đều mắc bệnh nhưng mà con thì có người bình thường, như vậy tính trạng bình thường sẽ là tính trạng lặn, bởi vì nếu như tính trạng bình thường là trội thì con được thừa hưởng gen trội này từ bố hoặc là mẹ hoặc là cả hai. Vì vậy ở bố và mẹ sẽ có người bình thường, cho nên trong trường hợp này tính trạng bình thường sẽ là lặn và tính trạng lặn và tính trạng bệnh sẽ là tính trạng trội. Nói một cách đơn giản hơn, bệnh là do gen trội quy định. Trường hợp thứ hai, nếu bố mẹ cùng bình thường, con có người bệnh, thì lập luận tương tự như trường hợp trên, lúc này bệnh sẽ là do gen lặn quy định. Thứ hai là xác định gen nằm trên nhiễm sắc hệ thường. Nếu bệnh do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, thì lúc đó nếu như mẹ bị bệnh kiểu gen của mẹ, thì giả sử gen lặn đó là gen lặn gây bệnh là A nhỏ, thì kiểu gen của mẹ sẽ là XA nhỏ. Vì vậy mẹ bệnh thì con trai sẽ bị bệnh, bởi vì con trai sẽ nhận X của mẹ mình. Và mẹ kiểu xe là XA nhỏ sẽ cho ra 100% XA nhỏ. Cho nên con trai thì chắc chắn sẽ mắc bệnh nếu như mẹ bệnh. Ngược lại, nếu như bệnh do sinh lặn nằm trên vùng không tương đồng của X, con gái bị bệnh kiểu gen sẽ là XA nhỏ, con gái sẽ nhận một X từ cha của mình. Và bởi vì cả hai chiếc X của con gái đều là XA nhỏ, cho nên chắc chắn người cha phải có XA nhỏ và gen nằm trên vùng không tương đồng của X, cho nên ở người cha kiểu gen là XY, người cha mang XA nhỏ và nhiễm sắc thể còn lại là Y, cho nên con gái bệnh thì cha chắc chắn sẽ bệnh. Nếu bệnh do gen trội trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, thì lúc đó em có thể suy nghĩ nếu như bố bị bệnh thì kiểu gen của bố sẽ là XA lớn Y, hay giả sử A lớn ở đây là alen trội gây bệnh thì bố bị bệnh sẽ là XA lớn Y. Bố sẽ truyền nhiễm sắc thể Y cho con trai và nhiễm sắc thể X cho con gái. Chính vì vậy con gái sẽ nhận XA lớn từ bố, cho nên con gái chắc chắn sẽ bệnh. Nếu như con trai bệnh, kiểu gen của con trai sẽ là XA lớn Y. Chiếc X của con trai là được thừa hưởng từ mẹ của mình, cho nên mẹ sẽ có XA lớn và mẹ chắc chắn bệnh. Đó là các trường hợp gen gây bệnh nằm trên vùng không tương đồng của X. Hãy lưu ý mấy em là nếu như các trường hợp này đúng thì gen gây bệnh cũng có thể nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tức là nếu các trường hợp này đúng thì chúng ta sẽ giải hai trường hợp là gen gây bệnh nằm trên vùng không tương đồng của X và gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Còn nếu như các trường hợp trên là sai thì chắc chắn sẽ gây bệnh là nằm trên nhiễm sắc thể thường mà thôi. Đó là một số cách để mà xác định gen trội hay là gen lặn, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường hay là có nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X hay là không. Bây giờ chúng ta sẽ qua một số bài tập ví dụ. Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen A nhỏ gây bệnh là lặn so với alen lớn không gây bệnh, tức là bệnh này là do gen lặn gây nên và không có đột biến xảy ra ở các phả hệ.
đề yêu cầu mình xác định kiểu gen của những người này là thế nào. Bây giờ thầy khoanh tròn lại những người này cho dễ xác định. Đề bài đã cho mình biết allele lặn là allele gây bệnh rồi. Thì chúng ta nhớ lại cách xác định gen nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nằm trên vùng không tương đồng của X. Nếu allele gây bệnh là lặn, thì nếu như mẹ bị bệnh thì con trai sẽ bị bệnh. Ở đây thì không có người mẹ nào bị bệnh hết, cho nên chúng ta không xác định được. Trường hợp thứ hai là nếu như con gái bệnh thì bố phải bệnh. Ở đây có con gái bệnh, con gái thứ tư ở thế hệ thứ hai này bị bệnh, bố bị bệnh, phù hợp với nội dung đó. Vì vậy, gen gây bệnh này có thể nằm trên nhiễm sắc thể thường hoặc nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Có cả hai trường hợp như thầy đã phân tích hồi nãy. Ở đây, đề yêu cầu mình xác định kiểu gen của bốn người này. Thì có một người bị bệnh, thầy dựa vào kiểu gen của người này cho nhanh. Đầu tiên, thầy giả sử gen gây bệnh nằm trên vùng không tương đồng của X, thì người phụ nữ thứ tư ở thế hệ thứ hai này bị bệnh, kiểu gen sẽ là XA nhỏ. Và chúng ta nhìn vào bốn đáp án. Người phụ nữ thứ tư ở thế hệ thứ hai, kiểu gen là XA lớn, XA nhỏ trong đáp án A. A lớn, A nhỏ, XA lớn, XA nhỏ, A nhỏ, A nhỏ, không có trường hợp nào thỏa mãn. Cho nên trường hợp đầu tiên này mình loại. Hay giả sử gen gây bệnh là nằm trên nhiễm sắc thể thường, lúc đó người phụ nữ thứ tư này bị bệnh, kiểu gen sẽ là A nhỏ, A nhỏ. Và chúng ta nhìn vào bốn đáp án, chỉ có đáp án C là người phụ nữ thứ tư ở thế hệ thứ hai là A nhỏ, A nhỏ. Vì vậy đáp án câu này là C. Tóm lại, qua câu này, mấy em thấy một, mấy em nhớ, mấy em lưu ý cho thầy một điều. Đó là nếu như gen gây bệnh nằm trên vùng không tương đồng của X, nếu như đó là gen trội thì mình sẽ dựa vào bố và con trai. Nếu bố bệnh thì con gái sẽ bệnh, con trai bệnh thì mẹ sẽ bệnh, tức là nó tuân theo quy luật di truyền chéo. Đó là đặc điểm đặc trưng của gen nằm trên vùng không tương đồng của X. Còn nếu như gen gây bệnh là gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của X thì mình sẽ dựa vào mẹ và con gái. Nếu như mẹ bệnh thì con trai sẽ bệnh, nếu như con gái bệnh thì bố sẽ bệnh. Và nếu như các trường hợp này đều đúng thì gen gây bệnh có thể cũng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Chỉ khi nào có trường hợp bị sai trong các trường hợp đó thì gen gây bệnh mới chắc chắn chỉ nằm trên nhiễm sắc thể thường mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu thứ hai, khó hơn một chút. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai allele của một gen quy định, allele trụ là hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, bố của người đàn ông ở thế hệ thứ ba, bố của người đàn ông ở thế hệ thứ ba là người này, và bố của người đàn ông là người này, thì không mang allele gây bệnh. Để yêu cầu mình tính xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ ba bị bệnh là bao nhiêu? Chúng ta cùng phân tích đề bài. Ở đây chúng ta thấy bố mẹ ở thế hệ thứ nhất đều bình thường, nhưng mà con thì có người bị bệnh. Cho nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được bệnh là do gen lặn quy định. Và thầy quy ước A lớn quy định tình trạng bình thường, A nhỏ là quy định tình trạng bệnh. Bệnh do gen lặn quy định thì mình sẽ dựa vào mẹ và con gái. Ở đây người con gái thế hệ thứ ba này bị bệnh. Nếu bệnh do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định thì con gái bệnh, bố chắc chắn sẽ bệnh. Nếu như con gái bệnh, kiểu gen của con gái sẽ là XA nhỏ thì bố sẽ là XA nhỏ Y, cho nên bố sẽ bị bệnh. Nhưng mà ở đây các em thấy là bố không bị bệnh. Vì vậy trường hợp này là không đúng. Cho nên gen gây bệnh ở đây nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Bây giờ chúng ta đã xác định được sen gây bệnh là lặn và nằm trên nhịp sắc thể thường rồi. Hãy để tính xác suất sinh ra đời con bị bệnh, chúng ta chỉ cần xác định kiểu sen của cặp vợ chồng trong thế hệ thứ ba này mà thôi. Đầu tiên, hãy xác định kiểu sen của người vợ trước. Người em gái hoặc chị gái của bên vợ bị bệnh. Kiểu sen là A nhỏ, A nhỏ. Một A nhỏ là từ mẹ và một A nhỏ là từ bố. Và bố mẹ của người con gái này là bình thường. Cho nên suy ra kiểu sen của bố mẹ đều là dị hợp A lớn, A nhỏ. Về mặt lý thuyết, hai kiểu sen A lớn, A nhỏ khi kết hợp với nhau, khi lai với nhau, thì đề con sẽ có sự phân ly kiểu sen là một A lớn, A lớn, hai A lớn, A nhỏ, một A nhỏ, A nhỏ. Tuy nhiên, người vợ trong trường hợp này là đã được sinh ra và mình đã biết kiểu hình là bình thường chứ không có bị bệnh. Cho nên kiểu sen A nhỏ, A nhỏ mình sẽ loại đi. Và người vợ này chỉ mang kiểu sen A lớn hoặc A lớn, A nhỏ mà thôi. Tóm lại, kiểu sen của người phụ nữ này có thể là A lớn, A lớn, A nhỏ và tổng tỷ lệ ở đây là 3 phần. Cho nên kiểu sen A lớn sẽ chiếm 1 phần 3 và kiểu sen A lớn, A nhỏ là 2 phần 3. Bây giờ thầy xác định kiểu sen của người chồng. Theo đề bài, bố của người chồng này không mang allele gây bệnh. Cho nên kiểu sen của người đàn ông này sẽ là A lớn, A lớn. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong ba trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 3 sao của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc tế QS Star Anh Quốc và đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học theo tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi cũng tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng trăm đối tác doanh nghiệp và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật công nghệ. Năm 2019, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét học bạ Trung học Phổ thông lớp 12, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập và theo diện cử tuyển. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số 1900 2039. Người con trai ở thế hệ thứ hai này bị bệnh, kiểu sen sẽ là A nhỏ, A nhỏ. Một A nhỏ sẽ từ bố, một A nhỏ sẽ từ mẹ và bố mẹ ở thế hệ thứ nhất này đều bình thường. Cho nên kiểu sen của bố mẹ ở thế hệ thứ nhất đều là dị hợp. Cũng tương tự như phân tích hồi nãy, người phụ nữ ở thế hệ thứ hai sinh ra là bình thường. Cho nên tỷ lệ kiểu sen của người phụ nữ này là 1 phần 3 A lớn và 2 phần 3 A lớn A nhỏ. Người phụ nữ này có tỷ lệ kiểu sen như vậy, còn người chồng thì kiểu sen là A lớn và khi hai người này kết hôn. Chúng ta muốn xác định tỷ lệ kiểu sen có khả năng xuất hiện ở đời sau thì chúng ta cần xác định các loại giao tử. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ cặp vợ chồng này. Chúng ta có thể lập luận đơn giản. A lớn sẽ cho ra 100% A lớn. 100% nhân với 1 phần 3 thì sẽ ra được 1 phần 3 A lớn. A lớn A nhỏ sẽ cho ra 1 phần 2 A lớn và 1 phần 2 A nhỏ. 1 phần 2 nhân với 2 phần 3 thì sẽ được 1 phần 3 A lớn và 1 phần 3 A nhỏ. 1 phần 3 A lớn của kiểu sen này cộng với 1 phần 3 A lớn của kiểu sen này thì sẽ tạo ra được giao tử A lớn chiếm tỷ lệ là 2 phần 3 và giao tử A nhỏ chiếm tỷ lệ là 1 phần 3. Còn kiểu sen A lớn sẽ cho ra 100% A lớn. Và khi các giao tử này kết hợp ngẫu nhiên lại thì chúng ta sẽ có tỷ lệ kiểu sen là 2 phần 3 A lớn và 1 phần 3 A lớn A nhỏ. Đó là do các giao tử kết hợp ngẫu nhiên thì mình sẽ nhân phân phối lại. Vì vậy, người chồng này
sẽ có kiểu gen là A lớn, A lớn hoặc là A lớn, A nhỏ và có tỷ lệ như là trên hình mấy anh thấy. Để tính xác suất sinh ra đứa con bệnh thì lúc này chúng ta chỉ cần tính tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra từ cặp vợ chồng này. Tính toán tương tự như khi nãy thầy đã hướng dẫn. Kiểu gen A lớn, A lớn sẽ cho mình 100% A lớn. Kiểu gen A lớn, A nhỏ ở đây sẽ cho mình 1/2 A lớn và 1/2 A nhỏ. 1/2 nhân với hệ số 1/3 ở đầu thì sẽ ra được là 1/6 A lớn, 1/6 A nhỏ. 1/6 A lớn của kiểu gen này cộng với 2/3, tức là 4/6 A lớn của kiểu gen bên đây thì sẽ cho mình ra A lớn là 5/6 và A nhỏ là 1/6. Lập luận tương tự của trường hợp bên đây thì mình sẽ được tỷ lệ kiểu gen là 2/3 A lớn và 1/3 A nhỏ. Để sinh ra đứa con bị bệnh, bởi vì bệnh là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường, cho nên người bị bệnh kiểu gen sẽ là A nhỏ, A nhỏ. Vì vậy, để sinh ra đứa con bị bệnh của cặp vợ chồng này là do hai giao tử A nhỏ kết hợp lại, cụ thể là giao tử A nhỏ của người bố kết hợp với giao tử A nhỏ của người mẹ. Và tỷ lệ giao tử A nhỏ của người bố là 1/6, của người mẹ là 1/3, cho nên khi các giao tử này kết hợp ngẫu nhiên lại với nhau thì xác suất để ra được kiểu gen A nhỏ A nhỏ là 1/6 nhân 1/3 là 1/18. Vì vậy, trong câu này, đáp án sẽ là câu A, 1/18. Ở đây, thầy lưu ý em một điều nho nhỏ thế này. Bởi vì gen gây bệnh, mình đã xác định được là nằm trên nhiễm sắc thể thường. Vì vậy, nếu như câu này để yêu cầu mình tính xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh, thì lúc đó mình sẽ nhân thêm 1/2 xác suất sinh con gái. Tức là lúc này, xác suất sinh con gái bị bệnh sẽ là 1/18 nhân với 1/2 là 1/36. Nếu như đề hỏi một thay đổi một chút, đó là nếu cặp vợ chồng này sinh được đứa con đầu lòng là con trai thì xác suất đứa con trai bị bệnh sẽ là bao nhiêu? Bởi vì gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường, cho nên đứa con đầu lòng đã sinh ra là con trai rồi, mình đã biết chính xác giới tính là con trai rồi. Thành thử, mình không cần phải nhân xác suất sinh con trai 1/2 ở đây. Tóm lại lúc đó, đáp án vẫn là 1/18. Chỉ khi nào gen gây bệnh nằm trên vùng không tương đồng của X, thì hai trường hợp hỏi trên thì sẽ có cách tính khác nhau. Đó là một lưu ý nhỏ nhỏ. Thầy bổ sung thêm cho mấy em. Đó là khi một phá hệ chỉ xét một bệnh. Nếu như một phá hệ đề yêu cầu xét một lúc hai tính trạng thì làm sao? Lúc này chúng ta cũng xét riêng từng tính trạng và chúng ta tính trên từng tính trạng. Sau đó, nếu như hai tính trạng này là do hai gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau quy định, thì lúc đó chúng ta sẽ nhân kết quả khi mình đã xét riêng lại. Còn nếu như đề cho mình hai tính trạng đó là do hai gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì chúng ta cũng xét riêng từng tính trạng của những người trong phả hệ. Nhưng mà khi tính xác suất, thì chúng ta sẽ xét chung cả hai tính trạng lại, bởi vì hai gen lúc đó sẽ nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Và lúc đó thì mình sẽ xác định lại kiểu gen cùng một lúc của cả hai tính trạng này thì nó sẽ tính. Thật sự khi mà xét một lúc hai tính trạng trong bài tập phá hệ thì mình làm chỉ mất thời gian một chút thôi, chứ dạng bài tập này cũng không khó. Và em chỉ cần nhớ những hướng dẫn mà chuyên đề này thầy đã cung cấp. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em luôn nhiều sức khỏe, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn các em. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân.
hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.